Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Câu nói này không còn dừng lại ở hành động kêu gọi ủng hộ hàng Việt. Trên thực tế, hàng Việt đang ngày càng ghi điểm trong lòng người tiêu dùng. Từ sự thân quen, gần gũi trở thành niềm tin, đa số người tiêu dùng Việt đã ưu tiên sản phẩm trong nước cho giỏ hàng của mình. Dạo một vòng siêu thị, chúng tôi dừng lại ở giỏ hàng của chị Hoàng Oanh. Từ nước chấm, miếng, đường, bánh tráng đều là những sản phẩm của các công ty trong nước. Chị Hoàng Anh cho biết rất hài lòng với các mặt hàng thực phẩm Việt. Chất lượng và bao bì hiện không thua kém gì hàng ngoại. Thứ nhất là giá cả chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn. Nó không phải là hàng nhập khẩu thì nó sẽ rẻ hơn hàng trong nước, với cả mình ưu tiên ủng hộ hàng Việt Nam chứ. Hàng Việt thì khẩu vị nó cũng hợp với người Việt hơn. Đại diện siêu thị Co.opmart cho biết hiện tỷ lệ hàng thực phẩm tươi sống tại hệ thống 97% là hàng Việt. Thực phẩm công nghệ, hàng hóa đã qua đóng hộp cũng chiếm từ 90 đến 95%. Những mặt hàng này đã đủ sức mạnh cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Rau củ quả đa số thịt thà là toàn là hàng Việt Nam không ạ, đâu có mua hàng ngoại. Mua gạo đó ST24-25 đó thì của mình là ngon rồi. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh, logistics hàng ngoại nhập về khó khăn thì hàng nội đã có lợi thế nắm bắt cơ hội để chiếm thị phần. Các cái đơn vị mà phân phối hàng hóa thì trước đây họ cũng trông chờ vào những nguồn hàng ở bên thị trường nước ngoài về để họ phân phối tại thị trường Việt Nam. Nhưng bây giờ thì họ lại làm các động tác là họ sẽ chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa quá trình phân phối hơn bằng cách là họ sử dụng những cái hàng hóa của những đối tác ở trong nước để phân phối cho thị trường trong nước. Theo sàn thương mại điện tử Shopee, thói quen người tiêu dùng đang dần thay đổi, chuyển hướng sang mua online nhiều hơn. Điều này khiến các doanh nghiệp Việt cũng tăng tốc tham gia vào thị trường này. Những gian hàng mỹ phẩm, thời trang made in Việt Nam ngày càng được tín nhiệm. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với công bố mới đây của sàn thương mại điện tử Lazada và đơn vị nghiên cứu thị trường Mileo Insight về hành vi tiêu dùng trực tuyến của người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á. Theo đó, so với nhiều thị trường Đông Nam Á khác, người tiêu dùng Việt Nam dường như dành nhiều ưu ái cho các thương hiệu nội địa hơn là hàng ngoại nhập trong mua sắm trực tuyến. Niềm tin vào hàng Việt đã và đang được khẳng định dựa trên chất lượng, giá thành phù hợp. Tuy nhiên, về đường dài, giữ vững thị phần, nâng cấp chất lượng, học hỏi những sản phẩm chưa làm được của nước ngoài là điều cần tính đến để hàng Việt không chỉ được ưu tiên sử dụng mà trở thành sự lựa chọn không thể thiếu của người tiêu dùng Việt.